Chào mừng em cùng quay trở lại với bản tin 5 phút của Chôn bóng đá ngày 8 tháng 5. Cùng đi vào phần tin chi tiết để xem ngày hôm nay có những tin nóng hổi gì nhé. Mourinho tính rút ruột Man United để nâng cấp Roma. Chịu kiếp đầy ải trên băng ghế dự bị, Mourinho muốn giải cứu Van de Beek khỏi Man United. Đây sẽ là vụ chuyển nhượng đầu tiên của Roma dưới triều đại huấn luyện viên Mourinho trong hè năm nay. Roma sẽ gửi lời đề nghị trị giá 26 triệu bảng cho MU. Đây là khoản tiền thấp hơn nhiều so với con số 40 triệu bảng MU từng chi để chiêu mộ Van de Beek từ Ajax. Không chỉ Van de Beek, Mourinho với tư cách là huấn luyện viên Roma sẽ đem về siêu thủ môn De Gea, cũng từ đội bóng cũ. De Gea gần đây đã không còn được ưu ái ở Trafford sau khi Dean Henderson được sử dụng thường xuyên ở đấu trường Ngoại hạng Anh với 7 trận bắt chính liên tục. Dưới thời Mourinho cầm quân ở MU, De Gea chính là học trò cưng của ông. Vấn đề của Roma trong hai thương vụ này chỉ là khoản phí chuyển nhượng của De Gea và Van de Beek quá cao mà thôi. Lukaku chủ động làm lành với Ibrahimovic. Lukaku và Ibra đã có màn đạo đầu nảy lửa trong trận đấu giữa Inter và AC Milan ở Coppa Italia mùa này. Nhiều tháng đã trôi qua và lửa thù hận có lẽ đã nguội trong Lukaku. Và trong bài trả lời phỏng vấn gần đây, Lukaku khẳng định Ibra là người mang tiếng tăm và đẳng cấp ngôi sao đến với Serie A. Một cầu thủ tuyệt vời, anh ấy đã chiến thắng ở mọi nơi anh ấy đến. Anh ấy đã ghi được hơn 500 bàn trong sự nghiệp. Chúng ta cần những cầu thủ ở đẳng cấp đó tại Serie A. Nói về màn xô xát trên sân với Ibra, Lukaku thừa nhận sự hối hận vì đã phản ứng như thế. Tiền đạo người Bỉ thừa nhận mình là người khiêm tốn và bình tĩnh nên đã cảm thấy bực dọc khi đã có những lời lẽ không đúng với Ibra. Bị Mason Mount cà khịa, Toni Kroos đáp trả cực chất. Sự việc bắt nguồn từ đoạn trả lời phỏng vấn của Toni Kroos khi được hỏi mình đánh giá cao cầu thủ nào của Chelsea trước trận bán kết lượt về Champions League giữa hai đội vừa qua. Tôi không thấy bất cứ cầu thủ nào của Chelsea có thể làm mình thức dậy lúc nửa đêm. Sau khi cùng Chelsea thắng trận 2-0, Mason Mount đã đáp trả câu nói của Kroos. Tôi nghe nói có một cầu thủ bên phía Real không mất ngủ với những cá nhân của Chelsea, nhưng họ chắc chắn sẽ mất ngủ sau khi đối đầu với một tập thể như Chelsea. Ngay trong ngày hôm sau, tiền vệ người Đức đã đáp trả trên Twitter cá nhân. Tôi vẫn ngủ ngon đêm qua, nhưng dẫu sao thì vẫn chúc mừng cậu đã có một trận đấu tốt. Chúc may mắn với trận chung kết đầu tiên của mình nhé. Toni Kroos ngỏ ý nhắc nhở Mao nên khiêm tốn khi đây mới chỉ là lần đầu đá trận chung kết, trong khi anh đã sở hữu tới 4 danh hiệu Champions League trong sự nghiệp đồ sộ của mình. UEFA ra án phạt với 9 đội bóng từ bỏ Super League. Dù đã công khai từ bỏ dự án tai tiếng nhưng 9 đội bóng bao gồm Arsenal, AC Milan, Chelsea, Atletico, Inter Milan, Liverpool, Man City, MU và Tottenham vẫn không tránh khỏi sự trừng phạt của UEFA. Theo đó, cơ quan bóng đá quyền lực nhất châu Âu tuyên bố sẽ trừ 5% doanh thu mà họ đáng lẽ nhận được trong một mùa giải khi tham dự đấu trường châu Âu. Bên cạnh đó, cả 9 đội bóng sẽ phải tái gia nhập Hiệp hội các câu lạc bộ châu Âu, cơ quan duy nhất đại diện cho các câu lạc bộ được UEFA công nhận mà trước đó họ đã phải từ bỏ sau khi tham gia dự án ESL. Ngoài ra thì họ sẽ phải cùng quyên góp số tiền tổng cộng 15 triệu euro phục vụ cho các hoạt động phát triển bóng đá cộng đồng tại châu Âu. 9 câu lạc bộ đã chính thức rời khỏi Super League sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt có thể lên đến 100 triệu euro nếu họ cố gắng chơi trong một giải đấu trái phép khác. Barcelona, Real Madrid và Juventus đều phải đối mặt với những án phạt nặng hơn từ UEFA vì không chịu từ bỏ Super League. Huấn luyện viên Lê Thụy Hải qua đời vì bạo bệnh. Cuộc đời ông gắn liền với bóng đá. Khi còn trẻ, ông khoác áo câu lạc bộ Đường Sắt từ khoảng năm 1965 đến năm 1980. Sau khi treo giày, ông Hải tự tìm tòi và theo học làm huấn luyện viên. Năm 1995, ông khởi nghiệp huấn luyện viên với vai trò trợ lý ở câu lạc bộ Đường Sắt. Sau năm đó, ông nhận lời dẫn dắt câu lạc bộ Quảng Ngãi và chính thức vào sự nghiệp huấn luyện viên đầy vinh quang sau này. Tính tổng cộng, huấn luyện viên Lê Thụy Hải dẫn dắt hơn 10 câu lạc bộ, bao gồm cả các tên tuổi lớn như Hà Nội ACB, SHB Đà Nẵng, Thể Công. Tuy nhiên, giai đoạn thành công nhất của huấn luyện viên này gắn liền với BKMX Bình Dương. Cùng đội bóng chủ sân Gò Đậu, ông giành 3 chức vô địch V-League vào các năm 2007, 2008 và 2014. Năm 2016, huấn luyện viên Lê Thụy Hải cập bến FLC Thanh Hóa khi đã 70 tuổi. Tuy nhiên, ông phải bỏ dở vì mắc bệnh ung thư tuyến tụy. Trong những năm gần đây, hình ảnh huấn luyện viên Lê Thụy Hải gần như không xuất hiện trên truyền thông. Thay vào đó, ông chỉ được biết đến với các phát biểu, những nhận định gây sốc thông qua báo giới. Tuy nhiên đến hôm nay, ông đã từ giã cõi tạm, hưởng thọ 76 tuổi. Sự ra đi của huấn luyện viên Lê Thụy Hải là cú sốc lớn với bóng đá Việt Nam. Trong suốt sự nghiệp, vị huấn luyện viên có biệt danh Hải Lơ này từng làm thầy của rất nhiều thế hệ cầu thủ và cả những huấn luyện viên hiện tại. Đến đây thì bản tin 5 phút của Chôn bóng đá ngày 8 tháng 5 cũng đã kết thúc. Cảm ơn anh em đã chú ý đón xem. Hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo.